Bật từ bao giờ đấy? Mất liền cả linh. Trừ đấy vào xong đến lúc mấy rồi này. Gọi điện bảo nghỉ đi. Giờ không thể bấm được vào này thì làm gì? Nãy bây giờ con có điện con tắt lên là gì đâu. Cái khóa là mày tì cơ. Để cái sách tì hết bàn phím thế này. Ta được rồi. Tì vào nút này nó không ấy được này. Hiểu không? Trước khi tao bảo chuẩn bị bao lần rồi. Hello teacher, how are you today? I'm good, how are you? I'm good too. Okay, good. Okay, so because you come to class late, so I think we should start our lesson now. Sorry, it's what some problem. Okay, that's fine. Rồi, bạn nói muộn nên là mình sẽ bắt đầu học bài mới luôn, mình sẽ không được ra bài cũ nữa nhé. Rồi, mình sẽ học luôn bài mới ngày hôm nay nhé. Okay, so can you look at the slide and read for me? Ở đây mình có số thứ tự từ 1 đến 11. Bạn nhìn vào bức tranh này và vào cái slide này bạn đọc từng số này cho mình. Rồi mình sẽ nghe lại một lần xem là những cái số thứ tự này đọc được tách như nào. Yes. Rồi bạn đọc cho mình từ number 1 nào. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Yep. Twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, 20th, 21st. Cái này mình sẽ đọc là 20 chứ không phải là 20 nhá. 20 của mình là 20 đúng không?
20th. 20th. Ok. Rồi, thì sau khi đọc xong những từ này thì bạn thấy số thứ tự khác số đếm như thế nào? Sự khác biệt giữa số thứ tự và số đếm là số thứ tự thì dùng để chỉ về ngày mấy trong tháng, còn số đếm thì chỉ dùng để đếm thôi ạ. Chứ cái cách viết của số thứ tự khác gì so với số đếm, có giống nhau không? Không ạ. Thì nó khác nhau như nào? Số đếm thì không không có thêm thêm chữ thờ ở cuối, nhưng mà số thứ tự thì có thêm chữ thờ, trừ cái số 1, 2, 3 ra. 1, 2, 3 là khác biệt đúng không? Chính xác là từ số 4 trở đi đến số 10 thì là vẫn là ví dụ như có số số đấy mình sẽ có for, thì số thứ tự mình sẽ là for, mình thêm th đằng sau. Tương tự như vậy, 5 thì mình có fit, 6 thì là six, thì là mình khá là dễ nhớ, từ từ 4 trở đi là dễ nhớ đúng không? Nhưng 1, 2, 3 là đặc biệt, 1, 2, 3 sẽ là first, second and third. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe nhanh cái đoạn, nghe nhanh cái video và cái audio này để xem họ đọc như nào. Track 20, page 32, activity 11, read, then listen, and correct, six differences. Dear Grandma, Action Camp is great. I'm here with Emmy. Track B20, page 74, activity 7. Listen and say. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twentieth. Twenty-first. No. Ok, vừa nghe rồi, bây giờ mình đọc lại cho mình từ đầu. Bạn đọc lại cho mình từ đầu những cái số này. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth. Twentieth. 21st. Yeah, 20 and 21st. Rồi tương tự như vậy thì theo theo cái mà họ lặp lại như này. Bây giờ 22 đọc là gì nhỉ? 22nd. Yeah, 22nd. 23. 23rd. 33. 33rd. 31.
31st. Very good. Tương tự như vậy mình có 41, 42 thì cũng là 41st, 42nd. Và nó lặp lại như vậy. Okay. Rồi, and the next part is about listening skills. Sau vừa rồi thì mình đã học gọi là những cái số thứ tự. Và bây giờ mình sẽ nghe thử xem họ đã dùng cách sử dụng số thứ tự trong câu như thế nào. Và đồng thời mình sẽ ôn lại một số những cái động từ ở thì quá khứ nhóm trước mình đã học. Là bây giờ bạn nghe kỹ bài điền vào chỗ trống của mình nhé. Rồi, trong quá trình mình lấy video thì bạn đọc qua cho mình cái đoạn này để xem là mình phải điền vào cái vị trí nào. Mình khi mình bật cái audio lên thì mình sẽ không nhìn về cái text ở đấy nữa, là mình đọc qua xem là mình phải điền chỗ nào. Rồi, bây giờ bạn chuẩn bị bút và giấy cho mình à? Rồi ạ. Nốt lại. Ok, good. Track B 21, page 74, activity 8. Listen to the song and write. Có nghe được à? Tốt lắm. Rồi, thì bây giờ thử nói cho mình các bạn nghe những gì à? Câu 1 thì là 21st. 21st? You sure? Rồi, mình nói lại là bạn thì là 21st nha. Ok. Rồi, how about number 2? Went. Yep. Câu 3 là sang. Number 3, sang. Yep, good. Number 4. We cite. Câu 4 là by. We say by the old year and hello. We say hello to the new. Đây là say nhá. Mình say là ở thì hiện tại đâu. Còn cái từ này là từ say. Say. Quá khứ của say. Yeah. Sight. Yeah. Very good. Rồi mình nghe lại một lần nữa xem là check lại đáp án của mình ạ. Track B 21, page 74, activity 8. Listen to the song and write. Nó số bao nhiêu nhỉ? Thirty second. Mà 30 second đó. Làm gì có ngày 32 trong tháng đúng không? Và 31st. 31st. Thirty first of December. Wow. 31st of December. I went. I went.
I won. Oh, oh, winter night. Mẹ họ bảo được gì nhỉ? We dance. Sang. Sang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It was 12 o'clock. Another new year. We said goodbye to the old year. We said hello to the new. Mẹ là gì nhỉ? We say. We said bye to old year. We said hello to the new. Yeah, good. Mình thấy bài này khá là khó nghe và nó hơi bị rè. Bạn nghe được là rất là tốt đấy. Rồi, ok. So, next part. Listen, repeat and say the next date. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ có một số cái ngày tháng và mình sẽ đọc trước và bạn sẽ đọc lại cho mình nhé. Ok. February 22nd. February 22nd. Rồi, cái ngày tiếp theo của cái ngày này là gì nhỉ? February 23rd. Ừ, rồi. Thì bài này sẽ như này. Đầu tiên bạn sẽ mình sẽ đọc, xong rồi bạn đọc lại cái từ cái ngày tháng đó và bạn nói ngày tiếp theo ngày tháng đó, ok? Vâng. Ok. So next one, November 1st. November 2nd. Yeah. Ok, so November 2nd là ngày bao nhiêu nhỉ? Tháng mấy nhỉ? Tháng 11, ngày 2 ạ. Ngày mùng 2, tháng 11 đúng không? Vâng. Okay. September 19th. September 20th. Ừ, là ngày? Là ngày 20 tháng 9. Very good. Yeah, next one. April 14th. April 15th. 15th. Yep. Đó, ngày? Ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 15 tháng 5. Có phải 15 tháng 5, April là tháng mấy? À tháng 4, ngày 15 tháng 4. Đúng rồi, 15 tháng 4 đúng không? Yeah. Wow. Next one, July 31st. August 1st. Đúng rồi, là ngày bao nhiêu nhỉ? Là ngày 1 tháng 8. Very good. So, okay, the next one we have listening puzzle game. So, listen and match. Rồi, ở đây mình sẽ có, mình nhìn nhận bên này trước, mình sẽ có một số những cái gọi là ngày. Và bên trái, và cái slide trước mình có là những cái ngày. Nghĩa là bây giờ nhiệm vụ của mình đó là xem vào những cái ngày này. Ví dụ những cái ngày lễ Giáng sinh này, ngày sinh nhật của Tyler này, rồi sinh nhật của mẹ là rơi vào ngày nào trong tháng 12. You understand? Yes. Okay. So before listening, can you read under the day here? Các bạn nói cho mình đã đọc lên cho mình cái ngày này, mình biết rồi là gì nữa mình sẽ nghe mình cái ngày nào. Đọc lên cho mình từ A. From A to F. Christmas. Dancer. And no. Christmas. Taylor's birthday. Mom's birthday. Party at school. Soccer club party. Dancer. Đầu tiên đọc là Christmas. 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 Mình sẽ đọc nhanh nhá. Christmas. 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 Taylor's birthday. Taylor's birthday. Taylor's birthday.
Mom's birthday. Mom's birthday. Dance show. Dance show. Dance show. Dance show. Rồi, ở đây mình có Christmas là ngày gì nhỉ? Lễ Giáng sinh. Yeah. Rồi, tiếp đến ngày sinh nhật của Tyler này. Rồi ngày sinh nhật mẹ này. Năm đi là gì nhỉ? Bữa tiệc ở trường ạ. Rồi, y. Giải bóng đá. Hoa chi rồi là bữa tiệc đúng không? Ừ. Thì sẽ là bữa tiệc của câu lạc bộ bóng đá. Rồi. Dance show. Dance show là gì nhỉ? Em không biết. Là show là kiểu một cái buổi biểu diễn ấy, kiểu buổi biểu diễn nhảy ấy, buổi của mọi người nhảy là kiểu biểu diễn, một cái show diễn. Rồi, ok. Đây mình sẽ có một số ngày, ngày là ngày 11, ngày 13, ngày 17, 20 và 25 đi xem rồi. Bây giờ mình nghe xem là vào những ngày này thì họ đã có cái thứ gì nhá. Track 4, page 60, activity 7. Listen and match. Hi, I'm Andrew. December is a really fun month. There are lots of parties. My cousin Taylor's birthday was on December 2nd. No, bạn mình vừa nói gì nhỉ? Không nghe được không? Để rồi, nghe điện nhá. And I went to her party. Then, on December 11th, it was my mom's birthday. The dance show was on December 13th. That was a lot of fun. Then, I went to my soccer club party on December 17th. And there was a party at school on December 20th. And of course, on December 25th, it was Christmas Day. And there was a big meal with all my grandparents, uncles, aunts, and cousins. No, nghe được cái nào không? Nghe được cái câu Mom's birthday. Còn ngày bao nhiêu nhỉ? Nghe được như từ ngày. Ok. Nghe lại lần nhé. Bạn nói rất là liền nhau ấy, cái bữa tiệc nó rất là liền nhau. Và sau đó họ bạn sẽ nhắc luôn đến ngày bao nhiêu. Như bây giờ nhá, một cách này nhanh nhất để bạn catch được là bạn ghi cho mình số 2 này, số 11 này, số 13 này, số 17, 20 và 25 ra giấy. Sau đó khi bạn đi nhắc đến một cái nào khác, bạn cần ghi cái bữa tiệc sau bên cạnh thì mình sẽ làm cái mẹo để mình nghe nhanh. Chứ không nghĩ không thể nhìn cả hai cái được. Nào ghi nhanh nào. 2, 11, 13, 17, 20 and 23. Yeah. Track 4, page 60, activity 7. Listen and match. Hi, I'm Andrew. December is a really fun month. There are lots of parties. My cousin Taylor's birthday was on December 2nd. And I went to her party. Then, on December 11th, it was my mom's birthday. The dance show was on December 13th. That was a lot of fun. Then, I went to a soccer club party on December 17th. And there was a party at school on December 20th. And of course, on December 25th, it was Christmas Day. Rồi, nghe được không nhỉ? Không. Không nghe được. Rồi, bạn ấy nói là vào ngày mùng 2 này sẽ là cái ngày sinh nhật của Taylor. Ngày mùng 2 sẽ là sinh nhật của Taylor này. Mình không có thời gian. Mình sẽ nói đáp án cho bạn trước, sau đó bạn sẽ nghe mình nghe sau nhé. 2 là ngày sinh nhật của Taylor này. Sau đến ngày 11 là ngày sinh nhật của mẹ, mom, vợ về. Sau đến ngày tiếp theo là đến dance show. Nghe lại. Track 4, page 60, activity 7.
listen, and match. And match. Hi, I'm Andrew. December was a really fun month. There were lots of parties. My cousin Taylor's birthday was on December 2nd. Yeah, my cousin, người họ hàng của tôi. Taylor's birthday vào ngày 2 tháng 12. Ngày tiếp này, đến hôm sinh nhật mẹ này. And I went to her party. Then, on December 11th, it was my mom's birthday. Nghe được không? Có. Yeah, on December 11th, it was my mom's birthday. Yeah. The dance show is on December 13th. Nghe được không ạ? Thế đấy là... Nghe được số 13. The dance show is on December 13th. Đấy là dance show này. That was a lot of fun. Then I went to a soccer club party on December 17th. Ngày 17 tháng 12 bạn đến soccer club party. Tiếp này, tiếp nghe luôn này, sẽ ra luôn một cái này. And there was a party at school on December 20th. And there was a party at school on December 20th. Of course, on December 25th, it was Christmas Day. Rồi, về nhà bạn nghe lại cái này cho mình nhớ. Nghe đi nghe lại, nó không khó đâu. Nó họ nhắc đến tất cả những từ này rồi. Mình xem đi xem lại, mình nghe lại nhá. Hiểu thế lớp không có nhiều thời gian. Và khi mình mua lại đấy thì bạn về nhà bạn hoàn thành cái activity 4 này cho mình. Nghĩa là ở trong này, cái phần này họ chỉ là nhắc lại những cái mà bạn ý nói ở trong bài thôi. Ở đây họ nói là ngày sinh nhật của mẹ bạn ý này, ngày sinh nhật của cousin này, rồi soccer party này, dance show này, thì ngược lại so với cái phần vừa nãy là họ nói là cái ngày trước mà tơ mình phải điền ngày vào. Her mom là ngày nào này, her cousin là vào ngày nào này, soccer party là vào ngày nào này, her dance show là vào ngày nào. Nhưng mà cái... Mày hiểu không? Cái đĩa CD em không có. Không có. Wow. Thế này nhá. Mình nghĩ là... Bạn... nhờ mẹ. Liên hệ lại với trung tâm nói là mình không có cái đĩa CD, mình không nghe được bài. Bây giờ bỏ các bạn đi gửi bài cho mình. Nhớ. Tại vì phần này nó cũng rất là quan trọng ý. Mình không nghe thì sẽ không nghe được cái cách mà họ nói về thời gian, rồi cách họ nhắc về từng cái sự kiện và thời gian là mét trong nào là cấu trúc như làm sao. Nên là mình phải nghe lại. Nên mình nghe lại thì mình catch được khá là nhanh. Sau đó về nhà là viết cho mình phần tiếp theo, đó là write about something you did last month, viết về một cái gì đó bạn đã làm vào tháng trước. What did you do? Tức là bạn đã làm gì và khi nào, thì lúc đó mình sẽ sử dụng được thứ nhất là từ quá khứ và thứ hai là thời gian. Bạn hiểu không? Có. Viết cho mình năm ví dụ. Đó là cái thời gian. Okay. Yes. Okay. Nhớ về nhà nhờ mẹ gọi lại cho trung tâm để hỏi lại cái đĩa CD này. Và thứ hai đó là viết 5 câu này. Hôm sau mình sẽ kiểm tra lại. Vâng. Rồi, okay. Thế thì mình nghỉ ở đây nhá. Vâng. Bye. Đúng chưa? Viết năm lại 50 câu đấy. Đã làm cái gì, đã làm gì, làm gì. Viết lại 50 câu dạng kiểu như thế.